Đang có mặt ở Hà Nội đi đi đón em Alaska. Quay lại đâu là bắt lên là bắt lên hội mua chó. Mua chó. 282 xã Đàm nha anh em. Để cho ba cái ra này. Bác. À, vâng, thế hả bác? Em tên là gì? Đặt tên là Mít rồi, thế luôn. Em Mít đấy. Con kìa. Ê, con đẹp đấy. Ừ. Con em kia đẹp. Con này một chú ý. Em kia người ta sắp rồi. Người ta đặt tiền rồi. Người ta bắt anh rơi nó này, nó bị đau chân rồi. Mất đấy. Con này thì cháu mà... Như kiểu xám ấy nhỉ? Không, về nó lâu đỏ đấy mà. Cái lông của nó màu ở trên này, là nó đang lông sữa, lông máu của nó đấy. Là lâu, lâu. Lâu đỏ đấy. Con này, bọn này nó ăn tham đấy, cháu cho ăn từ từ nhá. Vâng. Ăn nó lớn nhanh quá rồi. Ôi, nó sợ, nó biết sợ này. Con này nhưng nhào lắm, nó chả biết sợ đâu, mà bây giờ đây này. Cái sợ. Đang lo cái này. Ôi, chắc người lạ hả? Ôi, nó kịch lắm mê, không mà nó nhảy rồi. Cũ ở sợ, cũ ở đuôi rồi. Ôi, sợ. Không sợ được. Đây, đây không sợ. Đây, đây. Vụ đục đi, vụ đục đi. Ra mà. Đấy, trời ơi, nghịch con này nghịch kinh người. Nhanh này. Có đây nhấm thả cùng nhau, thả ra là con này. Vật nhau, con kia anh. Vâng. Bác con gì cho ăn thử đâu được không ạ? Thử cho ăn thử một miếng gì đấy. Bây giờ chỉ có cơm cùng. Cơm nguội đúng ăn. Cơm nguội. Vâng, vừa cho cơm. Cái ăn gì đấy. Nó vừa ăn xong đấy. Chờ mãi từ thì ấy đến cho anh xem nhưng mà cũng chẳng thấy đến rồi, cho anh xem. Ừ, cháu bảo với anh ạ. Tớ thở đấy. Chợ ở đây này, chợ nào. Nó khách thế. Chợ cười à. Ôi, 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 ôi. Cô này. Cậu quá. Bây giờ mình là hơi thế hả? Cháu đi hai con. Nhưng mà về để vẽ chứ. Về vẽ cho nó một mũi ba này. Đang được đứng mũi nào rồi ạ? Hai mũi rồi. Có nghe em rồi ạ? Mũi là mũi gì hả? Tiếp tục tiêm ba mũi, à hai mũi. Thì còn một mũi nữa thì về tiêm lốt. Mà những cái mũi cái 5 loại với 7 loại rồi. Ôi nhà bác nuôi lắm chó mà vẫn được sạch sẽ hơn ngoài nhỉ. Ôi rồi mình dọn suốt ngày. Có giá đúng không? Ừ. Bác đúng rồi, không chú, chăm không mùi hôi. Không mùi hôi luôn. Mình phải lắm, sạch mình sẽ. Sợ lắm nhà hôi thì làm nào được. Đúng rồi. Phải nuôi cẩn thận. Con đậy nào, con đứng đậy nào. Ôi giật. Nhưng mà đáng lẽ là tắm rồi nhưng chưa tắm, biết tắm rồi gì? Thì có xà phòng của nó nhá, xong rồi đã xì khô nhá. Nói chung là con này tắm xong phải khô luôn. Đúng rồi. Tránh gió. Ừ, mây sợ lắm. Cái chị là vợ anh ấy. Dạ không ạ, em là... Dạ. Em gái anh ấy. Em gái, vâng. Mà... Em gái. Vậy không? Hôm mấy trước nhưng mà anh bảo là mới anh Mai anh mới về. Đúng rồi, mai nó chưa về đâu, nó đang ở Nghệ An. Vâng. Nó đang đi công tác. Nó đỏ rồi. Anh có con gái chăm nữa là... Con này nó ở cái nó tình cảm anh ạ, thế nên là kiểu...
nằm mắt là thích chơi vuốt ve. Nó sợ luôn, không bao giờ chịu nằm này, nó nhảy nó hót, nó cắn ghê lắm. Không, nó nghịch thì nó mới khỏe mạnh. Thế bọn anh là được nuôi sinh sản hay là nuôi chơi vậy? Bọn anh là, nói chung là nuôi chơi thôi. Vì bọn anh cũng nuôi chó thôi. Nhà anh cũng phải nuôi mấy con rồi. Nó tè dầm mẹ này, sợ quá tè ra. Chứ không phải không phải nuôi buôn nữa gì cả, chỉ nuôi gia đình chơi thôi. Nuôi chơi. Chủ yếu là cái giống này nó kiểu cần được quan tâm ấy ạ. Tên này nó cái gì mà nó sợ đúng rồi, quan tâm. Ủa, sao thầy dậy đi không vừa nuôi chơi mà vừa nuôi được cái phim ấy, giống như của em mật pet đây à, mật pet fan mini. Dậy đi, dậy đi không nằm dậy rồi. Nó em này phải tắm sạch sẽ thì mới đi quay được anh ạ, còn quay như thế này nhìn nó bị bết lông ấy, nhìn nó lại không, mùa này nó lạnh. Đây ông Toàn đang sợ cơm thì cơm canh à, cơm canh em ăn này. Wow. Nó vừa ăn xong rồi đấy. Vừa ăn xong không ăn cái ấu bên đây nhưng ăn hết nhưng mình ăn nhiều. Không ăn tương tanh nữa rồi ăn nạc. Đấy đúng rồi. Mấy con cổ gà công nghiệp với cháu đun như say cho ăn. Cháu cũng nuôi nhiều năm rồi mà. Ừ. Đấy, cho nên nó vừa ăn xong đấy, không thì cứ bà phát hết này đi kìa. Con kia phải ăn hàng hơn. Bà có cân chưa? Còn cân đâu rồi, khoảng 8 cân lâu rồi cần. À đây à. Bây giờ chả có gì mẹ cho ghê kìa, bị sách nặng. Không ăn, ăn được cái này là được. Ôi giời. Cháu cứ yên tâm đi mày mà. Cháu cho ăn vừa thôi, không sợ nó không cứ ấy. Không tiêu được. May mà may ở nhà cũng có công viên, nên là có chỗ thể dục của nó. Có chỗ chơi mà. Thế rồi, cháu ngay công viên. Ôi, còn này nó chạy kìa. Bạn vừa cho ăn cách đây khoảng 30 phút không thì cái này chỉ cháy mắt 2 phút là dã man. Nó ăn như là con chó chết đói, nó cứ tưởng là không cho ăn. Tức là bọn cháu là mua là chỉ có phải nuôi thôi chứ không phải là buôn miếng gì. Chứ cháu đang nuôi một con đấy gần 60 cân. Rất nhiều người hỏi. Thế cháu tìm anh bảo nhà nuôi lên là rất là thích luôn, tại vì không thích ấy, mua ở bộ trại. Trại nó hay trại chọn tàu nó về nó số nhập đấy rồi nó về nó ấy mà chẳng về nó vỗ lại vừa là cho ăn hai cùng ấy nó hút hút xong một gâu cơm cái tay nuôi chó ông bà tay nuôi chó không chứ ông bà nuôi sạch sẽ thật sạch sẽ thơm đấy lưu có tắm được tuần đấy mới mày lạnh tắm ăn xong nhá lão mồm cho nó nhá không thì là nó bị à vâng nó bị chắc cái móng của nó con này thì cháu mà chơi nó thích lắm. Mình chú cho nó ăn đấy nó toàn đuổi theo có chạy cùng cái này mà chơi với nó thì nó có thích chơi với người lắm nhìn nó thích. Không không là nhìn video thì cháu đã bảo là nhìn đã ưng con này mà về có thời gian chơi nó nghịch lắm. Nó lớn lên nha, màu nó y như con mẹ nó đấy vì nó đang bé về cái lông này. Đây là lông máu mà. Đây cháu nhìn này, cháu cứ nhìn xem. Lông lông bên trên này. Bên nước ngoài là nuôi chó là mình đã có cái thói quen là khi mà đi chơi về các thứ là phải rửa sạch sẽ xong mới lên đấy. Đấy đúng rồi. Đấy nhà mình bây giờ nó mất bé nó hơn 3 tháng đừng cho ăn tanh rồi nhá. Vâng. Khi bê cái gì nó ăn kể cả chuối nhá. Xương chết được đoàn nhá. Không chết đấy mà nó chưa biết sợ cái gì đã. Cái con của anh cháu hơn 50 cân rồi. Vâng. Gần 60 mua nó 50. Gần 60 cân rồi. À mua to à? Này ông lại đái ra đây này. Đái liên tục. Đấy. Lôi thì khỏe cực kỳ. Này nó lôi nhìn nó còn chết cái thế này nó. Đấy. Lôi. Ông này kiếm thích chó. Nhưng mà nhá, nếu mà nó mà cắn đau nhá, cứ vả vào mồm nó cho nó sợ nhá. Bây giờ nó là để quên cho mang cái hộp này cho mày. Vâng. Đây. Con thằng kia là nghe chuẩn mới nhá con nhá. Đặt tiền nó nhưng như thế. Đâu thế cậu này à? Cậu này bắt à? Vâng cháu. Yên tâm đi chó nhà mình thì vui thì an toàn lắm không. Em ra đây là nó ăn cho nó ấy nhá. Đừng cho nó ăn thì đặt máy nhà bác đi, cơm nguội thì có gì đâu cho ăn được chậm thôi. Khi về nhá. Đây con này thì đặc biệt cuốn người anh ạ. Khi về nhà mới nhá. Rồi, hết rồi. Mấy mẹ dép còn tắm thì cho tắm nó bung đẹp lắm. Tắm nó ngứa phải tắm nó sấy nha nó khô. Nếu mà chúng ta lớn lên tí nữa thì máy sấy phải mua cái máy sấy công nghiệp. Ừ. Máy sấy. Không nhưng bây giờ cái máy xì đầu của mình là bây giờ thì được. Chứ còn lớn tí nữa thì không kịp. Mua dày lắm. Anh chịu khó hàng ngày bỏ thời gian ra chơi với nó anh nhé. Con này nó kiểu mình, cần được quan tâm lắm. Mình ở nhà suốt là nên là chắc. Ừ, cái gì nó thích lắm. Làm ra đây nào. Mình đùa, con này đùa dại nhất. Đứa trẻ con đấy. Con cháu là ở nhà tuần quay phim về chó. Con này thì cháu quay phim là để bắt lên mạng ngay. Con này thì rất là YouTube. Chơi ở đây cho em xem. YouTube cũng nghĩa là dây chó này anh này cũng
cái chủ này nuôi thiết tha thích lắm lắm, yêu quý nó mẹ yên tâm. Bởi vì mấy người đau gạo người ta mua xong rồi lại bán cho người khác. Vâng. Đấy, nhưng cháu mà nuôi mà... cháu chơi chưa? Nuôi xong rồi bị người ta bắt mất rồi này. Cái nhà nó bắt một con cùng đàn. Con hút cái ca. À, thế là